nghĩ là tại vì em hơi tự tin quá trước mặt con trai chị nên con trai nhìn em chắc ngán ngán đó chị. Tự tin quá là sao bạn? Em cũng không biết phải giải thích như sao nữa, nhưng mà nói chung mấy bạn nam mà nói chuyện với em hồi mấy bạn hơi bị yếu tim đó chị, không có tự tin trước mặt em được. Sao em nhắc ma người ta làm sao? Hai trong vòng 2 tháng em xuống khoảng chừng 20 mấy ký đó chị. Em xuống cỡ nào, anh làm cách nào mà em xuống 2 tháng mà xuống 20 mấy ký? Em chỉ cho chị coi. Chắc là món quà này có ý nghĩa là sẽ trói buộc em suốt cả cuộc đời. Wow. Chào anh Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả khán giả ngồi đây. Anh ơi, anh không chào em mà. Đó. Chào bạn kế bên. Thấy chưa? Thấy chưa? Bạn mới nói tên là Thoa. 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 Còn bạn? Dạ em tên là Sơn. Sơn hả? Dạ. Hoa hiện nay, Hoa hiện Hoa bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 22 tuổi chị. 22, mình đang làm công việc gì? Dạ em đang vẫn còn đi học chị, em học năm cuối. Nếu còn đi học năm cuối, bạn nghĩ là bao nhiêu tuổi thì kết hôn là vừa? Dạ em nghĩ khoảng chừng 25 tuổi kết hôn là được chị. Cho nên bây giờ mình còn 3 năm để tìm kiếm và tìm hiểu để mà mình đi đến hôn nhân đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi bạn trai đang làm gì? Dạ hiện tại em đang làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Làm được cảnh sát phòng cháy chữa cháy lâu chưa? 7 năm rồi ạ. Bộ mới chữa cháy xong hay sao vậy? Dạ không, cái này mới sáng mới bị bung mục. Nhưng mà Hoa ơi, bạn xinh như hoa, tươi như hoa thế này, lý do tại sao bạn ế? Chắc em nghĩ là tại vì em hơi tự tin quá trước mặt con trai chị nên con trai nhìn em chắc ngán ngán đó chị. Tự tin quá là sao bạn? Em cũng không biết phải giải thích như sao nữa, nhưng mà nói chung mấy bạn nam mà nói chuyện với em hồi mấy bạn hơi bị yếu tim đó chị, không có tự tin trước mặt em được. Sao chị? Em nhắc ma người ta làm sao? Yếu tim là sao? Cái kiểu em cũng hơi hung dữ đó chị, nên có vẻ đàn áp mấy bạn nam đối diện đó chị. Đó là khuyết điểm của bạn đó hả? Dạ đúng rồi chị. Vậy thì ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là sự tự tin vô đối chị. Tự tin cũng là ưu điểm mà là khuyết điểm luôn. Dạ đúng rồi chị. Nhưng mình biết như vậy thì mình bớt tự tin một chút đi. Em đang tìm kiếm người nào mà khắc chế được cái sự tự tin vô đối của em. Bên đây phòng trái chữa trái luôn. Mỗi lần bên kia mình gọi là hung dữ, bên kia mà gọi là tự tin vô đối thì bạn làm gì? Xịt nước rồi. Xịt nước anh. Đang có quả mà anh hung dữ rồi. Sở thích của bạn là gì? Nhưng lúc bạn rảnh rỗi thì bạn sẽ làm gì? Dạ em thích là ngồi cà phê với mấy cô bạn thân đó chị. Hoặc là đi xem phim ma chị. Đã hung dữ rồi mà còn thích đi xem phim ma nữa. Hiền dịu quá. Bạn nam, bạn nghe bên đó bạn cảm nhận thế nào? Không, em nghĩ bên đó chắc cũng cá tính luôn. Cá tính, rất là cá tính đó. Rất cá tính. Còn bạn, cái mong muốn bạn tìm người bạn đời như thế nào? Tiêu chuẩn là sao? Nói chung là tiêu chuẩn của em cũng rất là thoải mái. Tính em cũng hơi thoáng. Nhưng mà quan trọng nhất với em là chủ yếu là biết nghĩ về gia đình đó. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì nói chung thì em quen cũng nhiều, nhưng mà sâu đậm với em là một mối tình cách đây là 5 năm rồi. Lúc đó thì em quen bạn gái rồi phải đi học xa, rồi sao mà cách lòng nên bạn lấy chồng. Bạn mình có nụ hôn đầu đời chưa? Dạ hôn đầu đời thì chắc chắn là có rồi chị. Có rồi hả? Đâu dạ. Có chắc chắn, có nhiều người hả? Ở đây chị làm chương trình này có nhiều người chị làm mai làm mối 27, 28 tuổi chưa hôn lần nào luôn. Ủa vậy hả chị? Dạ. Vậy thì uổng phí hai mấy năm đó quá ha. Vậy là mình đã trải nghiệm tình yêu rồi. Mình có cái bí mật gì mà mình luôn giữ kín, mình không muốn tiết lộ? Em cũng có mấy bí mật. Em có một bí mật rất là lớn là hồi cấp 3 là em mập khoảng chừng 65 kg hơn chị. 65 kg? Dạ. Bây giờ em nhiêu ký? Dạ bây giờ em 50 kg. Làm sao mà em xuống dữ vậy? Chị dư có mấy kilo mà chị xuống hoài xuống không được nè. Dạ tại em thất tình đó chị. Tình gì? Dạ em chia tay mối tình đầu xong rồi em chỉ ở trong phòng em khóc suốt 2 tháng trời thôi. Rồi xong rồi là em ốm xuống luôn. Lúc đó là em ốm đỉnh điểm là 40 kg. Là trong vòng 2 tháng xuống bao nhiêu ký? Là trong vòng 2 tháng em xuống khoảng chừng 20 mấy ký đó chị. Em xuống cỡ nào, em làm cách nào mà em xuống 2 tháng mà xuống 20 mấy ký? Em chỉ cho chị coi. Em làm sao mà 2 tháng mà xuống 20 mấy ký? Thì mình cứ khóc thôi mà chị. Tại vì cái mối tình đầu nó quá sâu đậm á chị. Em khóc, ba mẹ em thì cứ thay phiên nhau canh em. Ba mẹ không can thiệp gì luôn, không có lôi ra khỏi phòng hả? Tại vì ba mẹ cũng biết cái tình yêu đó nó định mệnh. Em quen được mấy năm? Dạ hai đứa là thanh mai trúc mã từ hồi 3 tuổi cho đến lớn. Rồi chính thức yêu nhau là khoảng năm giữa 11 đến 12 á chị. Là hai đứa chính thức yêu nhau. Thanh mai trúc mã là sao? Có nghĩa từ nhỏ ta đã chơi với nhau trong xóm rồi. Dạ. Yêu tình yêu hồi còn ở trường tắm mưa đó. Đúng không? Cho đến lớn luôn mà cuối cùng là chia lìa đôi ngã. Vậy cũng hỏi nó bây giờ tao quan tâm cái vụ nào mà bộ trong 2 tháng không ăn uống gì trơn. Dạ em chỉ
mẹ thì bắt ăn mà ăn cũng không nổi nữa chị, ăn vài miếng xong rồi uống miếng nước rồi uống miếng sữa như vậy thôi chị. Trời ơi, ai với tôi bỏ tôi đi trời, cho tôi thất tình cho trời. Mà nếu mà 2 tháng mà xuống 20 mấy ký, bây giờ tôi chỉ cần nằm trong nhà 3 ngày thôi, tôi chỉ cần xuống là 1 kg tôi cũng mừng nữa. Từ 65 mà xuống 40 anh coi nè, anh Linh, từ 65 ký, 2 tháng trời. Dạ chào anh. À, mô đen quá hả? Em mô đen với lại hiện đại lắm anh. Không biết bạn nam bên kia thì có thích phụ nữ hiện đại không anh? Hiện đại là sao? Hiện đại là sao? Là thích con gái ăn mặc hơi bị sexy một chút. Hay là thích xôn móng tay hay nhuộm tóc không? Tại cái những cái đó là em có hết. Bạn đâu sexy gì đâu. Tại bữa nay người ta lên đây người ta như vậy. Tại hôm nay em mà lên mà em sexy quá chắc chương trình không cho em vô quay. Rất là hiện đại ha. Dạ. Mà người ta thẳng thắn mà. Chuyến này á, chị mai mối mà được là phải giữ vững tới kết hôn luôn. Bây giờ chứ mà bây giờ mà thất tình một lần nữa đó là em nằm trong phòng em 2 tháng nữa là em mập lên 65 ký lại. Thôi giờ có người lớn nè, có người lớn nè ha. Có người lớn làm chứng luôn ai, ha. Ai, có ai vậy anh Linh? À, thấy có người lớn á. Có người nhà đi theo đúng không? Dạ có phụ mẫu của em. Phụ mẫu đúng phụ không? Phụ mẫu hả? Đâu hai à, bác đâu? Rồi chào bác ạ. Vâng, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, dạ. Nhưng bác thấy bạn gái ngồi trên này thì bác cái nhận xét của bác, cái cảm nhận của bác như thế nào? Thấy bé nó thì rất là dễ thương và năng động, thì cũng có cá tính một tí thì mình cũng thích vậy. Dạ. Như là bác thấy với lại là Thoa đã giới thiệu là cô ấy hơi hiện đại, ăn mặc hơi sexy, nhuộm tóc là móng tay vậy, bác có vấn đề gì không? Bác có ngại không? Cho em nó hiện đại thì mình cũng phải thông cảm cho nó thôi. Dạ, cảm nhưng ơn nhắm bác. Xác suất mấy chục phần trăm là con dâu bác được bác? Mấy chục phần dạ, trăm? Được 80%. Dạ, cảm ơn bác. Bây giờ là coi như là bác đây đã đồng ý rồi, giờ còn lại ở em. Bây giờ trước khi chị qua coi mặt giùm cho em thì chị muốn biết mẫu người bạn trai lý tưởng của em là như thế nào? Là một người thông minh, gan dạ, hiểu biết. Gan dạ, dạ. Chắc chắn là gan dạ rồi, đi cứu dạ. Người là phải gan dạ rồi, cái dạ. Nghề nó nguy hiểm lắm. Dạ. Dư vậy hả em? Dư, dư, rồi. Còn gì nữa không bạn? Dạ, em chỉ không thích là bạn trai là người nhỏ nhen thôi chị. Nhỏ nhen là sao? Dạ là những cái gì tiểu tiết thì hay xét nét á chị, thì em không thích như vậy. Nhiều đó thôi nha. Dạ. Bây giờ chị qua chị coi mặt giùm nha. Dạ. Khỏi coi. Được là gã luôn đó, má chịu rồi. Rồi. À, gì đấy? Mụn gì? Nay nở hoa hả? Dạ nở hoa. À, duyên lắm nè, hai đang khểnh nha Hoàng nha. Tướng tá ngon lành nha, đứng lên coi coi ơi, đẹp trai không? Trời. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuẩn rồi. Chuẩn ha. Hồi đó giờ mình đi làm cái công việc đó có khi nào mình bị cái tai nạn gì nó để lại dấu vết trên người không? Dạ không chị, em thì không. Có đó, nổi mụn đó. Đó đâu có liên quan. Thôi còn ngồi xuống đi mình cho dạ. Cái mặt. Dạ dạ. Rồi, mình là rồi thấy đó. Chịu rồi đó. Mà má cũng chịu luôn rồi đó. Dạ. Không biết bạn gái bên này sao thôi mà chị nghĩ là hai người rất là xứng đôi. Dạ. Ha, về làm sao lắng láng cái đó chút xíu nha. Chăm sự nha chị. À được. Có hơi bị bung mẹt chút xíu mà không sao. Rồi, kéo màn lên. Rất là đẹp trai. 80% bác đồng ý rồi. Bắt đầu. Đó. Dạ, em chào anh ạ. Chào Thoa. Dạ. Nãy ngồi bên sau bức màn này thấy dạ. Nghĩ chắc có lẽ là khác hẳn với lại Thoa bên này. Dạ dạ mà anh. Ngạc nhiên. Khác sao? Nãy là em nghĩ có lẽ là 7-8 điểm mà giờ chắc có lẽ là 10 điểm. Đó. Bắt em rất là đẹp. Dạ em cảm ơn. Ai cũng khen. Em rất là tự tin. Em có hay đi phượt không? Dạ không anh. Không thích à? Dạ em sợ những cái tai nạn sơ suất đó anh. Dạ. Em có yêu cầu gì về anh không? Em không có yêu cầu gì nữa hết anh. Dạ. Coi được thì chừng nào kết hôn? Nãy giờ quên có một món quà chưa tặng. Dạ. Xong đợi tới sáng mai nói luôn. Rồi cái gì móc cái gì vậy? Không, nãy giờ thì sắc đẹp của bạn làm em xao xuyến anh quên. Dạ. Em đưa tay ra đi. Dạ. Đưa hai tay luôn. Hai tay luôn. Dạ. Thì cái này sẽ làm ẩu thuật nhỏ nhỏ thôi. Ẩu thuật sao vô tay chị nè. Không, được cái đâu được. Nhất là lần đầu tiên anh thả sẽ rớt nha. Dạ. Lần thứ hai thả rớt. Dạ. Lần thứ ba rớt luôn. Rớt luôn. Lần thứ ba, lần thứ tư được. Wow. Tôi tưởng lần thứ tư vẫn rớt. Rồi, dạ. Anh tặng em. Em cảm ơn anh ạ. À. Chắc chắc mình làm sớm sớm đi nha bác. Có gì mài con Cát Tường nha. Hay người ta chiếc vòng cầu hôn ở đây vừa dây vừa vòng không biết là sao á. Bạn cảm nhận thế nào với cái món quà của bạn trai tặng? Chắc là món quà này có ý nghĩa là sẽ trói buộc em suốt cả cuộc đời. Wow.
Rồi, rồi hỏi nói gì nữa trơn á. Để tay vô nút bấm đi. Suy nghĩ kỹ nha. Một, hai, ba. Rồi, rồi. Đếm giật mình liền không? Quảng hồn 2, 3. Chứ lẽ nãy tôi vô tôi bấm đại luôn nó kỳ chứ. Được rồi. Nắm tay nhau cái đi. Được rồi. Nắm tay nhau cái đi. Hôn nhau cái đi, mình trẻ hiện đại mà. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Trời ơi, tôi đổi ra già luôn nè. Em muốn té xỉu luôn nè chị. Thích quá đi à. Đâu mở mở đẩy tóc ra kia để thấy cái vòng coi, hỏi bác là đẹp bác. Đó, đẹp lắm. Đẹp á. Rồi chúc mừng hai quá bạn. Quá trời, anh Linh quên quà quà, anh xúc động quá anh Linh. Đây, mong rằng cái giấy xem phim này sẽ là động lực để các bạn sẽ có cái đầu heo đưa tôi với các tường được rồi. Dạ. Rồi chúc mừng hai bạn lần nữa. Dạ. Chúc hạnh phúc. Cảm ơn chương trình đã giúp đỡ em gặp đỡ được một bạn rất là hoàn hảo. Dạ, thì em cũng cảm ơn anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường. Rồi ban tổ chức thì nếu mà có dịp em sẽ xin số điện thoại hết trường quay em mời đi đám cưới. Nhớ nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai bạn. Rồi bây giờ thì mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và khán giả xem chương trình và khán giả khán đài. Em tên là Nguyễn Văn Bé Bảy. À, năm nay em 30 tuổi, hiện là em là nhân viên thi công công trình. Và quê em ở Long An, hiện tại em làm việc ở Vĩnh Long. Em quê Long An, dạ. Làm việc ở Vĩnh Long hả dạ, Bảy? Dạ. Em thi công công trình là em làm gì Bảy? Là em bơm bê tông cho người ta anh. À, bơm bê tông hả? Dạ. À, Bảy bơm bê tông 30 tuổi, quê Long An, làm ở Vĩnh Long. Rồi mình giới thiệu về bên mình đi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. À, bạn bên kia và toàn thể mọi người ở đây. Em tên là Huỳnh Thị Phương Trang, em 27 tuổi. Em đến từ Long An ạ. Năm em hiện đang làm nhân viên văn phòng ở Long An luôn ạ. Ở Long An luôn hả cưng? Dạ. Ồ. Như vậy là cùng quê với bên nhà trai. Dạ. Nhưng mà khác chỗ làm ha. Mình dạ. Làm ở Long An còn anh kia làm ở Vĩnh Long. Có chữ Long luôn. Trang Trang làm ở huyện nào Trang? Dạ em ở huyện Cần Giuộc ạ. Cần Giuộc. Dạ. Là sát bên thành phố Hồ Chí Minh. Em dạ. Ở huyện nào? Dạ em ở huyện Vĩnh Hưng ạ. Hả? Ở huyện Vĩnh Hưng. Vĩnh Hưng hả? Dạ. Vĩnh Hưng là gần biên giới. Dạ, dạ gần Campuchia. Biên giới. Dạ. À. Ủa có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Không gần đúng không? Trời cũng Long An nhưng mà nó không gần lắm. Ồ vậy hả? Rồi bây giờ thì em cho đàn gái biết một chút ưu điểm khuyết điểm của mình đi Bảy. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Dạ biết nấu ăn. Bảy biết nấu ăn hả Bảy? Dạ. Bảy nấu món gì Bảy? Dạ em biết nấu canh kho cá rồi anh. Nấu canh kho cá. Nấu canh kho cá hầu như người ta biết nấu hết luôn á. Ừ. Có nấu món gì đặc biệt không Bảy? Bảy có gì gọi là ưu điểm gì vượt trội không? Dạ ưu điểm vượt trội em là có hàm răng đẹp đều. Hả? Hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp dạ. Đều. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy là có một người tự hào mà khoe dạ. Cái điểm mạnh của mình, điểm vượt trội là hàm răng. Bảy cười có hàm răng coi. À, đẹp đều ha, trắng sáng luôn. Rồi còn mình bên đây sao cưng? À, dạ em là một người vui vẻ, hài đồng và không giận lâu. Không giận lâu dạ. Ừ. Nhưng... cái tánh nó tốt á. Giận dai mệt mỏi lắm, mệt mình mệt người khác luôn. Dạ. Rồi sao nữa nè? À, nhưng mà em thì không biết nấu ăn, không nấu ăn không tốt cho lắm. À, dạ. Tức là không biết nấu ăn mình, anh sao bên đây kho cá nấu canh được yên tâm. Bên đó là Bảy biết rồi, Bảy chỉ lại từ từ nghe. Dạ. Nhưng mà em cái điểm yếu của mình là điểm dạ, gì? Dạ điểm yếu của em là em tính nó hơi nóng và lại suy nghĩ nó chưa có thấu đáo cho nên đôi khi em có những cái quyết đưa quyết định nó hơi có gọi là vội nóng vàng, vội. Dạ. Vội vàng đúng không? Dạ vội vàng. Ừ. Với lại em khi mà em đói thì em hay cáu. Em dạ. Nóng cỡ nào? Dạ không em chỉ quạo em thể thấy độ ra là em quạo thôi chứ không đập đồ đập đạc dạ, không cấu nhéo đúng không? Dạ không. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3-4 mối tình nhưng mà chỉ là tìm hiểu mà nên không hợp, cảm thấy là không hợp với nhau á cho nên là thôi không đi tới nữa. 3-4 mối tình nhưng mà đều là như vậy luôn, có nghĩa là không có gì sâu đậm hết à? Dạ đúng rồi chị, có mối cao nhất là khoảng 6-7 tháng thôi. 6-7 tháng rồi sau đó chia tay. Dạ. Mà cái không hợp là chủ yếu là lý do tại sao không hợp? Không hợp là tại vì em muốn một bạn có thể hiểu được tính em, tại vì tính em cũng còn hơi trẻ con á cho nên là có thể chịu được. Ờ vậy còn được. Những bạn kia là không chịu được cái tính trẻ con của em luôn. Cũng như về một vấn đề đi, em thấy cái áo đó đẹp nhưng mà cái bạn đó lại thấy là
không đẹp. Không đẹp, dạ. Rồi là giận nhau đó. Ngang ngược vậy luôn á hả? Dạ không, nếu mà nó phải có cái gì đó nó tương đồng một tí. Tại vì hai bọn em là khác nhau về cái suy nghĩ đó luôn, cho nên là nhưng mà 27 tuổi, ba bốn mối tình thì cũng có kinh nghiệm để đường tình rồi. À còn bảy sao bảy? Nãy quên hỏi bảy là khuyết điểm của bảy là gì? Dạ khuyết điểm của em là ít nói với ít nói với gặp bạn nữ kia là hai không nói được. Sao? Là ít nói là gì? Dạ không? Là nhút nhát chứ bạn gái đối diện mà. Nhút nhát trước bạn gái. Dạ. Nhút nhát vậy có mấy bạn gái rồi? Dạ em có hai mối tình à. Hai mối tình hả? Dạ. Mối dài nhất là nhiêu? Dạ đều hai mối tình thì bằng năm rưỡi hết anh. Năm rưỡi đều hết vậy đó hả? Dạ. Đều như hàm răng vậy đó hả? Rồi sao chia tay? Dạ thì tại vì ở xa anh, xa mà cách lòng anh. Xa mà cách lòng, xa là xa cỡ nào? Dạ em ở Long An mà bán bạn nữ kia một người ở Trà Vinh với một người ở Vĩnh Long. Trời đất ơi, tưởng đâu xa lắm, sát bên. Vậy không xa lắm đâu. Nhưng mà hai mối tình đều là xa mà cách lòng hả bảy? Dạ, dạ chị. Ồ ôi, rồi bây giờ là cũng xa nữa rồi sao, có giờ sợ hãi cái không? Giờ trung tỉnh, khác huyện thôi. Đâu, nhưng mà bạn bảy làm ở Vĩnh Long mà, đúng không? Dạ. Bảy làm ở Vĩnh Long mà, chứ đâu dạ. Bảy đâu có làm ở Long An đâu. Nhà bảy ở Long An, bao dạ. lâu về quê một lần? Dạ khoảng nửa tháng hoặc tháng về một lần. À, nhưng mà từ bà Vĩnh Long về chỗ Cần Giuộc á, nó gần hơn về Vĩnh Hưng, là yên tâm. Dạ. Về ghé ngang Cần Giuộc trước rồi mới về Vĩnh Hưng nha. À, em ở Cần Giuộc hả? Dạ em ở Cần Giuộc. À, vậy thôi cũng được, cũng được. Cần Giuộc giờ đất lên lắm á. Rồi bây giờ bạn gái cho tôi biết được bạn muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? À, dạ em muốn một bạn cao khoảng 1m65 trở lên. Trời hơn luôn. À, tròn tròn dễ thương tí, tròn tròn. Tính dạ. tình có cần phải lãng mạn không? À, tính tình thì có thích những người lãng mạn không? Lãng mạn nhưng mà trong giới hạn một miếng thôi chị. Tại vì lãng mạn quá thì tối ngày chỉ chăm lo lãng mạn thôi thì em không thích. Ồ vậy hả? Tức là em không thích những người người yêu của mình phải lãng mạn với mình, chẳng hạn như là tặng hoa, tặng bông trong những dịp lễ hoặc là đi chơi thì dạ. nhiều khi tỏ tình phải có hoa tung bay lên, ví dụ vậy em thích hả? Dạ không. Không thích. Bạn đó chỉ cần là vui vẻ, hòa đồng và lễ phép một tí chị. À là không cần yếu tố lãng mạn. Dạ. Ok. Nếu mà ở miền Tây không, bạn như bên đây Long An cùng em thì được rồi. Là cùng quê là được rồi đúng không? Dạ. Có cần khuôn mặt đẹp trai không? Đẹp không đẹp trai, chỉ cần vừa nhìn là được rồi chị. Ưa nhìn là được rồi phải không? Dạ. Để chị coi nha. Ưa nhìn lắm em, nhìn là ưa liền. Chào cưng. Dạ. Chà này cao rồi nha, em nói 1m65 đổ lên hả? Dạ. Này hơi bộn mà, em cao nhiêu cân? 7. Dạ em cao 1m74. Thấy chưa? 1m74 dạ. hơn 10 phân á. Nó cao hơn anh luôn đó em. Ừ. Cao lắm á. Ừ. Còn 7 sao? 7 muốn cái mẫu hình lý tưởng của em sao nè? Dạ mẫu hình lý tưởng của em là cao trên 1m55, cao trên 1m55. Ừ. Khuôn mặt dễ nhìn. Bạn gái không lăng nhăng là được. Hả? Không lăng nhăng là được. Không lăng nhăng là được. Dạ. Thì người ta yêu mình sao ta lăng nhăng được, khi nào ta hết yêu người ta mới lăng nhăng. Đó giờ con trai nghe lăng nhăng được, nghe gái lăng nhăng kỳ quá nha. Sao sai đâu sao. Gái lăng nhăng lắm. Gái chỉ có lăng với nhăng là khác nhau. Gái nhăng nhiều. Lăng thôi không có lăng nhăng kết nhau. Lăng là ý mấy người nói mấy người mập mà lăng gì. Tại sao cái chữ lăng đó phải dòm tôi vậy? Mấy người tròn tròn lăng dữ lắm. Mắc cười thiệt. Thấy rồi cái nói ra cái nhăn đó thấy chưa? Cái mai mối là không có hạp rồi đó. Thiệt, không gì sắp nhỏ là nãy giờ chết với tôi. Bảy, chị nói nghe nè, em dạ. có thuộc tiếp người lãng mạn không? Dạ có vậy. Đâu, ví dụ cái lãng mạn nhất của em là như thế nào, kể chị nghe. Dạ, lãng mạn nhất của em là lúc sinh nhật bạn gái cũ của em là em mua đèn cầy, xếp hình trái tim. Rồi xong rải bông hồng trong đèn cầy á chị. Rải bông hồng ở chỗ đèn cầy á hả? Dạ. Rồi sao nữa? Rồi xong tắt đèn, đốt đèn cầy nó lên thành trái tim. Rồi bạn gái em thích không? Bữa đó tổ chức dạ. sinh nhật á hả? Dạ sinh nhật của bạn gái của em. Rồi cuối cùng sao? Bạn gái xúc động không? Hòa vỡ không? Dạ xúc động. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sao chia tay vậy? Tại vì đó em ra trường rồi chưa có sự nghiệp á. Với bên kia kêu cưới thì với em bên đây em đi làm nhiều, có chương trình với người đó. Dạ, với người đó có người khác. Mà em có thích lãng mạn không? Dạ có. Bạn bên đây không thích. Chỉ cần trung thực, dạ. chỉ cần gọi là sao ta, nãy em nói sao tôi quên rồi. Vui vẻ và hòa đồng và lễ phép với vui vẻ hòa đồng. Xí xúc lông mi rồi, bên ấy gắn dùm cái lông mi lại coi. Để đó. Con ta đẹp như cái bé vậy mà tự nhiên cái lông mi nó xỉa như cây kiếm nhật vậy. Để nghe nó. Nó lãng mạn khi bạn gái ngủ đốt đèn cầy để lên đầu đúng không?
Sao? Đâu, lên đi, lên gắn lông mi lên đi. Lên lại đi. Lông mi chứ không phải cái mi nha. Gắn lông... gắn lông mi. Phải có keo cưng ơi, gắn thôi nó xúc nữa. Em gỡ ra luôn nè. Em gỡ ra luôn. Chị đứng nha, đừng giữ yên nha. Ê, nước khóa tôi, nước khóa tôi. Xúc ra rồi. Bên quá trang để người ta gắn. Em cũng có duyên lắm đó. Lông mi, lông mi. Thất bại, không biết cái đó. Đây nè, cái gì đây nè, bỏ nó đi. Bé nó mới vô cái cuộc này. Không hấp dẫn nữa đó. Còn tất cả đều xinh xắn, dễ thương. Trắng trẻo, nhìn cũng được. Còn nhưng mà nó không có... Ok. Làm mình luôn đi. Ừ, làm mình luôn đi. Mua cái áo bận vô á, khó chịu lắm á, cái áo. Em à, bây giờ á, cái người con gái bên đây người ta không có thích lãng mạn. Người ta chỉ cần trung thực, này biết điều, tử tế thôi. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, bây giờ sinh nhật của mình người ta tổ chức như vậy bộ em thích hả? Ví dụ như là nếu mà tổ chức sinh nhật cho em hay là cầu hôn em mà ta làm giống vậy em chịu không? Dạ. Bông hồng, đèn cầy, trái tim, đồ này kia. Dạ nếu có thì vui thôi chị. Còn không có thì cũng được, mà không có cũng không được phải không? Đúng không? Có nhưng mà tiết chế lại cũng được. Tiết chế lại cũng được. Dạ. Ừ. Tại vì rất nhiều người phụ nữ mà thấy bạn trai của mình hay chồng của mình không lãng mạn là khó chịu. Tự nhiên em lại không thích cái đó, trong khi bạn này quá lãng mạn luôn. Theo bây giờ chị hỏi em câu nha. Em có muốn giữ lại cái tính lãng mạn của bạn này không? Lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi. Tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông và đút nến dài dài. Đúng rồi, đúng rồi. Làm dạ. Tiệc sinh nhật đó có thích vậy không? Được, giữ lại chị. Rồi giữ lại. Dạ. Giữ lại nha. Rồi là không có lãng mạn phải vui lên chứ. Đều đừng có lãng mạn quá thành lãng nhách thôi. Đúng không? Dạ. Cô này, cô gái thôi. Đây nè, dạ, đó. Ta xin như búp bê Nhật Bổn vậy đó. Ừ. À, dạ. Dễ thương ha. Ừ. Dạ. Trai chịu rồi đó. Dạ. Em có ghen không? Em ghen nhưng mà cũng tùy chuyện anh. Ghen là nghe biết là biết ghen, bởi vì sao? Dạ. Ta lãng mạn quá cũng cho nữa. Dạ. Lãng mạn cho cuộc sống nó thú vị hơn. Ghen hả? Cổ ghen. Ừ. Thì đó, cô không cho cô con trai lãng mạn quá đó, thấy chưa? Ừ. Nói nghe nè, rồi em nãy sao em nói em thích người bạn trai phải tròn tròn? Cảm giác khi là kiểu che chở mà được bảo vệ chị, tại vì ốm ốm quá nhìn. Không bảo vệ ai đâu em ơi. Mình tròn cỡ này được không? Dạ được. Tròn cỡ này. Tròn cỡ anh thôi mà tròn hơn là không ai bảo vệ. Tôi cũng cỡ Linh thôi à, chứ tôi không có hơn Linh đâu à. Linh đừng có nói kiểu đó à. Động lay xây hòn hả? Nói đây chết cây Hà Nội hả? Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Nhìn mặt vào mối thấy ghét, mắt không có cảm tình. Mai mối mà cứ kê tủ đứng nhau không mà ngộ dễ sợ luôn á. Ta nhìn con mặt tươi lên coi, cười này xinh xắn coi, đừng có liếc nè. Liếc thấy gian lắm, cười coi. Đó, dễ thương này ha. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đúng đi rồi, nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị bạn thân với em gái của em ạ. Ờ. Dạ. Đó. Con thấy sao dạ, con? Do chị con tại chuyện lâu dài. Ừ, con khẳng định cái răng bên đây, răng của anh bên đây đẹp không? Dạ đẹp. Quá đẹp ha, thời điểm này, thời buổi này mà có cái hàm răng mà giống như là hạt bắp đều đặn vậy là rất là khó. Cái răng, cái tóc là gốc con người ha. Ừ. Rồi, con có góp ý gì về đàn trai gì không? Dạ, dạ. Theo con chị con có khó không? Dạ không, chị con dễ vui vẻ. Dễ lắm hả? Dạ. Rồi, vậy cảm ơn con, vậy đơn giản thôi. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị của em với bạn em. Anh chị với bạn hả? Dạ. Rồi đó là chị gì? Dạ chị dâu thứ năm. À rồi chào chị cho ý kiến thôi. Chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Em là chị dâu của ông Bảy Bảy. Chị thấy bé ở đây thì nhìn cũng xinh cũng được. Thì nếu mà có duyên hai đứa tới tìm hiểu thì làm quen đi rồi coi làm sao cũng tiếp chứ. Giờ cứ như tìm hiểu tôi cũng nói qua nói lại cũng chưa được hiểu nhiều. Nên giờ hai đứa cứ tìm hiểu. Chị là chị dâu thứ mấy? Thứ năm rồi còn mấy chị dâu nữa? Là chị dâu thứ sáu. Ồ. Rồi thứ mấy nữa? Sao toàn chị dâu đi vậy còn anh đâu?
dâu thứ mấy nữa? Dạ em dâu út. Là... anh thứ mấy? Có anh đi nữa. Năm sáu bảy út là mấy? Thứ mấy? À, thứ tám. Trời ơi, dâu thứ tám luôn hả? Dâu năm sáu bảy tám luôn đó. Wow. Để sợ chưa? Rồi cả gia đình đi ủng hộ chú bảy hả? Chú bảy diễm phúc quá trời luôn á chú bảy ơi. Rồi cảm ơn các bạn. Nhưng mà bảy ơi. Dạ. Bảy. Em đẹp trai như vậy, phong độ như vậy, lãng mạn chiều bạn gái vậy, lý do gì mà sau khi chia tay cái mối tình năm rưỡi thứ nhì đó là em không tìm hiểu tiếp mà em lại đến với chương trình Bạn Mối Hẹn Hò? Dạ tại vì là em ít nói với bạn gái, với em đi làm nhiều á, chứ không tiếp xúc với bạn gái nhiều, các bạn nữ. Ừ. Dạ nên bây giờ cái với em làm bên công, làm bên bê tông mà không có gặp với bạn gái nhiều. À. Dạ. Rồi em đăng ký chương trình này, ai dạ. đăng ký cho em? Dạ em đăng ký. Vậy đó hả? Dạ. Bảy, bảy nói bảy nghe nè bảy. Bảy làm bê tông mà bảy không có kết hợp bê tông với tình yêu gì chứ. Trong tình yêu mình phải đổ bê tông, đổ cho nó cứng luôn, ha. Mình trồng ở đó luôn, mình cứng luôn, đổ bê tông chắc chắn không ai vô được hết trơn. Mình phải kết hợp giữa tình yêu với bê tông thì tình yêu nó bền vững như bảy. Dạ. Ha. Nhưng mà bảy, bảy mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Dạ, con gái em là trung thủy, là lễ phép với ba mẹ. Hả? Trung thủy, lễ phép với ba mẹ. Trung thủy với có hiếu với ba mẹ. Dạ. Đúng không? Rồi dạ. còn ngoại hình có cần đẹp không? Dạ không chị. Mét năm ba đó, cần mét năm ba trở lên thôi đúng không? Dạ. Thấy chưa? Đơn giản vậy thôi. Rồi, rồi, thôi. Gặp người thân đi. Bây giờ gặp người thân rồi. Hả? Gặp rồi. Đúng không? Vậy mở rào. Gặp rồi. Bây giờ mở rào thôi. Còn gặp ai nữa đâu? Thì đó. Mở rào đi. Này cưng quay đây. Dạ. Bắt đầu đi bãi. Đó, đàn gái dễ thương lắm mấy bãi. Dạ anh. Em cũng có một bài tập. Dạ. Cảm ơn. Gì vậy bảy ơi, bảy. Bảy mở ra coi là cái gì. Trời ơi. Là cái cà vạt à. Hả? Cái gì? Cái cà vạt. Cà vạt đó để bên đây người ta đeo cho coi coi có em, em đeo thử coi có hợp không? Có hợp không? Dạ. Em đeo thử cho bảy đi coi có hợp không? Em, hợp em không biết thắt. Em không biết thắt hả? Chị cũng không biết thắt luôn á. Thấy chưa? Thôi nhưng mà cho mọi người thấy cái màu sắc đi. Bảy có thích cái kiểu này không? Dạ thích. Thích ha đúng không? Dạ. Trời cái này mà em biết đeo mà đeo vô đây nó là đẹp trai lắm luôn nè bảy ơi. Giống như đi hỏi vợ luôn á bảy ơi. Nè đẹp ghê không ha. Rồi thôi vậy giờ hai đứa gặp để nói chuyện với nhau đi. Chị Vân bây giờ tập thắt cà ravat nha Vân. Không có biết thắt luôn á Linh. Trời đất ơi. Chán ghê á. Rồi ngồi đi bảy. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau đó. Dạ trời. Cảm nhận về nhau đi. Dạ em thấy anh như thế nào? À, dạ em thấy anh cũng hiền. Dạ. À, phù hợp với em cũng thích một người cao cao mà nước da ngâm ngâm như thế cho nên là dạ. Cười cười lớn lên bảy. Cười lớn lên. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào xong rồi? Cảm nhận em thì em dễ thương cũng như mô hình lý tưởng của anh. Dạ. Dạ. À, anh suy nghĩ cái quan niệm của anh về hôn nhân và tình yêu như thế nào ạ? Suy nghĩ hôn nhân của anh là tình yêu là nói về tình yêu là phải biết chung thủy, biết quan tâm người, người biết quan tâm đến nhau. Yeah. Rối rồi phải không? Rung quá. Bên đàn gái tôi xinh xắn quá mà. Còn gì nữa bảy? Rung em không được. Rung quá đúng không? Chị nhìn bảy là chị biết bảy rối rồi đó. Nhìn là giống như bị tiếng sét ái tình á. Thôi bên đây mình bên đàn gái mình nói về quan điểm tình yêu của mình cho bảy nghe đi. Dạ tại vì trong tình yêu thì mọi người nên, em nghĩ đầu tiên là nên tôn trọng nhau, sau đó là chia sẻ với nhau, tại vì nói ra thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, còn nếu mà cứ im im mà giữ trong lòng không thì không ai biết được gì hết. Dạ. Và đừng không lăng nhăng, em không thích gọi là lăng nhăng mà. Dạ anh dạ. thì không có lăng nhăng, anh thì chung tình lắm. Dạ cái đó thì sao mà biết vợ. Dạ. Hẹn hò sao? Hai đứa coi ở xa đó. Đúng rồi đó, bây giờ đường đi nước bước tính sao nè. Làm ở Vĩnh Long. Nhà ta ở đâu cần gì không? Cần Giuộc. Cần Giuộc. Thì từ Vĩnh Long mà mình về Cần Giuộc là có gần không? Mà nếu gần vậy thì một tuần mình hẹn nhau mấy ngày? Mình dạ. phải nói. Dạ cũng gần, tại vì em thì chạy xe đi xa cũng nhiều. Em về miễn bạn gái nói về thăm là em chạy về liền.
Ủa em, em chạy xe bê tông luôn hả? Dạ không, em xài xe Honda anh. Nhưng mà trời ơi, tự nhiên đàn gái ai đâu người ta mở lời tới nó, ờ em nhớ anh quá. Cái chuyện đó bên đàn trai nó trời, bất kỳ lúc nào em nhớ cổ là em chạy về, phải vậy chứ. Em phải học anh Quyền Linh. Dạ, anh làm ở Vĩnh Long luôn hả anh? Hay là em làm, anh làm ở ngay dọc dốc cầu Vĩnh Long, ngay dọc dốc cầu Cần Thơ em, mà nằm ở Vĩnh Long. À, khu công nghiệp Bình Minh á. Dạ, em thì làm khu công nghiệp Long Hậu. Long Hậu. Dạ. Ở đâu, làm đâu? Dạ, khu công nghiệp Long Hậu anh. Long Hậu hả? Dạ. Nói chung nó hai đứa nó cũng tréo ngoe cái đường. Ủa vậy hả? Nên bộ xa xôi hả? À, dạ. Tréo ngoe đường nhưng không sao. Tình yêu đủ lớn thì cỡ nào cũng tìm nhau được hết trơn các bạn. Dạ. À, có thể em đi đâu đổ bê tông đâu đó, mà cái nghề đổ bê tông đâu biết đổ đâu, nhiều khi đổ ngay Long Hậu thì sao? Đúng không? Dạ. Mà nói chung rảnh lúc nào là lên thăm bạn gái lúc đó được không em? Dạ được. Ừ, vậy tốt rồi đó. Bây giờ hai đứa bàn coi. À, thích gì đó, sở thích của nhau rồi đó, nói đi các bạn. Ừ. Sở thích của em là gì? Em thì thích ăn uống hoặc là đi trà sữa với bạn bè hoặc là em gái thôi ạ. Trong lúc rảnh của anh. Thí dụ anh làm đám cưới thì đám cưới ở đâu? Dạ. Thí dụ nếu có làm đám cưới thì sẽ cưới ở đâu? Dạ sẽ đám cưới ở quê em, ở Long An. Long An là dạ. Quê của bạn luôn đó. À, anh là con út hả anh? Bân không hiểu địa lý nè. Hai bạn này ở chung một tỉnh là Long An. Nhưng bạn này ở huyện Cần Giuộc. Cần Giuộc là sát thành phố Hồ Chí Minh. Ngay quốc lộ 50 đi xuống là tới. Bạn này Vĩnh Hưng á, là người ta phải đi đường cao tốc xuống cái Long An, ta quẹo là phải đi về anh này hai về Đồng Tháp, và nó đi thẳng qua bên kia luôn. Nó giáp ranh biên giới rồi. Dữ vậy đó. Cái hả? Đường nó ngược chiều vậy nó thôi. Ngược ngạo vậy tỉnh đó. Dạ. Vậy giờ đám cưới sẽ làm ở đâu? Phải đãi hai chỗ luôn, một là Cần Giuộc, hai là Vĩnh Hưng luôn chứ. Sao tôi với ông trả lời cho người ta hết trơn vậy? Không lẽ đãi ngay đây. Dạ. Nè, em á là em nói cho bạn gái yên tâm là á, em làm ở đó em có thể thay đổi công ty về gần Cần Giuộc được hay không? Thí dụ vậy, ủa đổ bê tông thì là công ty nào làm cũng được hết trơn á. Dạ. Em làm công ty nó cho về xây dựng. Dạ lâu rồi anh. Lâu đúng không? Dạ. Thậm chí sếp em đều giờ biết đâu sếp có cái cơ sở ở Long An thì sao? Sếp có cơ sở bên Đức Hòa. Đức Hòa cũng được. Dạ. Nó gần hơn nữa. Dạ. Thấy không? Quan trọng là em bây giờ này, em thấy cô gái này em cảm nhận thế nào? Em nhìn cổ đi, em cảm nhận thế nào? Cảm nhận dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Thích không? Dạ thích. Thích dữ không? Thích liền luôn đúng không? Thích liền luôn. Thích liền luôn á. Dạ. Đó, thích liền là được rồi. Bây giờ tiến gần cổ, nắm tay cổ, hát cái gì đó tặng cổ cho nó cảm tình chút xíu rồi. Tiến tới. Ha. Nắm tay, hát liền. Nhìn thẳng vô mắt cô ấy hát. Dạ. Anh hát bài tặng em, chỉ yêu bên em. Dạ. Dạ. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, gặp lại em lòng anh nhúc anh bao nhung nhớ. Phải làm sao cho quên đi bao nỗi thương về em, phải làm sao cho phút giây ra đừng trôi mãi, và một ngày tiếng yêu kia ra thật trở về. Gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ, và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã trao cho em. Trời gái, em gái tiếp tục đi. Bên nhà gái mình đáp lại liền cưng. Bãi đọc bài thơ này hay quá. Em hát không có hay. Hả? Em hát không hay tại em gấp vô chương trình thôi. Em nắm tay bãi, nắm tay xíu đi bãi. Đừng có buông. Em gái hát bài gì tặng bãi đi. Cho một tình yêu của Mỹ Tâm em chỉ hát có một tiếng thôi. Đúng để rồi, em không thuộc. Đó. Dạ. Gần bên anh cho em bao cảm giác yêu thương ngọt ngào, nụ cười anh xua tan đi bao nỗi đắng cay ngày nào. Hết thuộc hết. Dạ. Dạ. Hai đứa này hợp hát ghê đó nha. Hợp gì hát đó. Nói chung là hai đứa cũng không đứa nào mặc cảm với đứa nào hết. Bị hát cũng ngang ngửa nhau. Dạ. Hát thì đây. Hát là ít mà đọc là nhiều. Về ghế thì phải. Không, thật sự là hai đứa rất là dễ thương nha. Em gái em cảm nhận về bãi thế nào? Dạ anh là một người hiền, hiền. Cảm giác thật thà. Cảm giác mình cảm giác dạ. Là mình rất là thật mình luôn. An tâm dạ. Không bà em? Dạ có. Tôi biết sao chứ tôi là bà mối bên đây là tôi thấy tôi ưng bãi rồi đó. Cảm giác cái tên bãi tôi là tôi đã ưng rồi đó. Dạ cảm giác anh là một người hiền thật thà. Dạ. Đấy thật sự là hai đứa rất là hiền luôn. Anh nghĩ rằng hai đứa có thể bổ trợ cho nhau rất là nhiều đó. Được không bãi? Dạ được. Bãi có lo cho đàn gái được không? Dạ được. Bây giờ thí dụ như đàn trai chịu, đàn gái khoảng bao lâu thì cho đàn trai bước tới? Dạ khoảng từ 6 tháng cho tới 1 năm. 6 tháng, ráng cố gắng 6 tháng được không bãi? Dạ được. Bãi đã lo gì cho đám cưới chưa? Dạ, dạ rồi anh. Dạ. Rồi là gì bãi? Là có... Tặng cái xe bê tông này. Dạ.
Nói nghe nè, rồi về á, là ví dụ lấy vợ thì là bảy ở riêng hay là ở chung với ai? Dạ em ở riêng chị. Ở riêng phải không? Dạ. Là anh chị đã lo cho bảy ở riêng rồi đó. Rồi dạ, ba mẹ ở với dạ. ai? Ba mẹ ở với Úc em chị. Anh sinh năm mấy vậy anh? Dạ em sinh 90. Nói anh dạ sinh năm 90 luôn đấy chị. Dạ. Thấy tội nghiệp không? Thấy dạ. cưng quá à thiệt á. Hai đứa cưng lắm á. Ừ. Nè, bây giờ em hứa với lại bên đàn gái gì đi. Bảy hứa là nếu mà hai đứa mình có duyên với nhau thì bảy hứa là bảy sẽ yêu thương hay là chăm sóc gì đó, nhà gái gì đó nói đi. Dạ. Nhớ tên đàn gái không? Dạ tên Trang. Ừ đúng rồi. Nói đi nha. Dạ. anh hứa. Trang ơi. Dạ. Anh hứa là nếu chúng ta quen nhau á, anh sẽ chăm sóc cho Trang suốt cuộc đời. Dạ cảm ơn. Trời ơi, nghe nó đã sao đâu á, thiệt luôn á. Tại vì tất cả những lời bảy nói ra là hoàn toàn là thật hết. Dạ. Không có chuẩn bị trước, nói từ trái tim luôn hết Trang. Cái dạ. cảm nhận của chị là như vậy. Em cũng cảm thấy là anh là một người thật thà. Tại vì nãy em nắm tay mà tay anh lạnh ngắt. Anh rung lắm. Trở lại lần nữa còn rung không lại, nói y chang vậy coi. Trời, nói đi cho người ta tin. Nắm tay, nhìn thẳng vô mắt nói vậy đó. Trang. Dạ. Em có nguyện anh làm anh sẽ chăm sóc cho em cuộc đời không? Cái đó thì coi trước tiên thì em nghĩ là cho nhau cơ hội xong dạ. rồi mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình sẽ đi sâu hơn. Dạ. Hỏi Trang dạ. chịu không anh không? Dạ. Trang có thích anh không? Tại vì mới gặp mặt cho nên là em có thấy anh là một người thật thà, cho nên là cùng quay với em cũng nói từ tốt ạ. Dạ. Tại... rồi trở về ghế được rồi đó. Trời bãi là nhiệt tình thật thà dễ sợ luôn. Rồi được, em gái chúng ta để tay nút bấm đi. Anh thấy á, cuộc nói chuyện hôm nay rất là thú vị. Hai bạn có thể rất là hiền ha, chân thật. Thấy chưa em gái Trang? Dạ. Em nói gì bãi cũng dạ không đó. Thấy chồng ngoan chưa? Nó để tay ngược không? Để tay bên kia kìa. Đó. Ráng nha bãi. Dạ. Sau 3 tiếng đếm, không biết cô kia bấm hay không. Rồi em bấm trước luôn nha. Bấm đi bãi, thích dạ. thì bãi bấm. Đúng rồi bãi ơi, không cần tiếng đếm luôn đó. Dạ. Mình thích là mình bấm thôi. Dạ. Rồi Trang sao nè? 1 1 2 3. Rồi bấm cái cạch rồi xong. Xong. Ok. Ôi đất ơi thiệt đó. Trang mà không bấm là đây tôi khóc liền luôn á. Cưng bãi dạ. quá trời luôn. Chụp liền, cái tay chụp liền chứ. Thấy chưa? Bãi cứ đưa lên cái bỏ tay xuống. Cưng lắm luôn á. Rồi hai đứa dễ thương ghê nha. Có cảm giác gì nắm tay không bạn? Ấm ấm. Ấm hả? Dạ. Thấy thích không? Dạ, thích. Muốn nắm suốt cuộc đời không? Dạ muốn. Vậy nói người thân của, nói với người thân của gia đình Trang đi. Coi như hai bác coi ở truyền hình đó. Còn đây chỉ có một đứa em gái thôi. Còn hai bác là đang coi truyền hình đó. Nhìn thẳng vô máy nói chuyện thưa hai bác. Dạ bác, con xin hai bác là cho con nắm tay và em Trang đi hết cuộc đời này. Rồi, xin phép luôn, xin phép cho con hôn cái dạ, cho con xin phép hôn em Trang. Trang nói gì với mấy anh chị đi, có anh rồi chị ngồi dưới dạ, kìa. Chào anh chị, dạ, tại vì hôm nay đến đây là cũng một cái duyên cho nên là em gặp được anh này thì bọn em sẽ anh Bảy, cho nên là bọn em sẽ tìm hiểu nhau, nếu mà đi có thể hợp với nhau thì sẽ tiến xa hơn nữa. Cảm ơn. Dạ. Cố gắng nha Bảy nha. Dạ. Trang dễ thương lắm đó. Giữ lấy nha. Dạ. Đổ bê tông đầu đổ nhưng cố rồi. Gắng chạy gì cần vượt. Chiều nay là nha. Đổ luôn. Đổ bê tông ừ. cho chắc ăn đã. Xây nhà để bãi đổ bê tông cho. Dạ. Nha. Về Long Hậu đó, khu công nghiệp Long Hậu đó. Dạ. Rồi có gì nếu xin sếp chuyển đâu gần ơi xin luôn nha. Dạ. Đừng để mất cơ hội này nha Bảy. Dạ. Có gì Bảy gọi cho 8 nha. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc.